Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Chúng ta phải đồng ý với nhau, nốt 10, nốt 20, nốt 20 uốn trá các thứ rất ngon ở thời điểm này. Nhưng giá nó cao như thế thì không phải ai cũng bỏ được một số tiền mười mấy triệu, thậm chí là hai mươi mấy triệu cho một cái điện thoại, đúng không? Mình đang có đây là con Samsung Galaxy Note 9. Đấy. Bây giờ giá của nó tốt hơn. Giá của con này cho phiên bản 128GB chỉ khoảng tầm 7 triệu rưỡi. Và phiên bản 512GB luôn cũng chỉ đắt hơn có 500 nghìn. Và cái mức giá này là mình tham khảo tại Cường Kim Giang, Cường Mobile. Anh em ở ngoài Hà Nội chắc có biết bên này rồi đúng không? Ship hàng toàn quốc và nói chung là chuyên điện thoại Hàn. Rất nhiều sản phẩm để các bạn có thể lựa chọn. Thì hãy cùng mình nhìn lại để xem với con Note 9 mà nó ra mắt được một khoảng thời gian rồi như thế này này. Và mức giá của nó bây giờ chỉ có khoảng hơn 7 triệu, gần 8 triệu như thế này. Thì nó có đáng mua hay là không nhá? Hãy bắt đầu kỹ hơn trong video ngày hôm nay. Let's go. Rồi, nhưng các bạn phải lưu ý một chút xíu nha. Máy này là máy Hàn. Và máy Hàn thì nó sẽ có một vài những cái ưu điểm. Đó là sử dụng chung nền tảng chip với máy chính hãng Việt Nam. Tức là chúng ta sẽ có phiên bản chạy chip Exynos, chứ không phải là Snapdragon. Tức là ngay cái khoản này, nếu như bạn cần một cái máy để mà chơi game thì máy Hàn không phải là sự lựa chọn tốt nhất để cho các bạn, mà hãy lựa chọn máy Mỹ để có Snapdragon 845. Nhưng bù lại nó lại có một cái rất là hay, đó là lên được 2 SIM. Đó, máy Hàn mặc định sẽ chỉ có một SIM mà thôi, nhưng mà chúng ta đã có những cái cách để mà chuyển nó thành phiên bản 2 SIM, tương tự hoàn toàn cái trải nghiệm như máy chính hãng ở Việt Nam. Thế thì rõ ràng các bạn cũng hãy suy nghĩ một chút về cái vấn đề đấy là một SIM hay 2 SIM, hiệu năng hay là trải nghiệm sử dụng. Liên quan đến cái công việc thì tự cân đối nhá. Và theo như mình được biết thì máy Hàn hay máy Mỹ thì mức giá của nó cũng không chênh lệch nhau nhiều đâu, có chút xíu à. Và thậm chí tại Cường Mobile thì bên này cũng free luôn để mà lên 2 SIM cho những cái thiết bị máy Hàn Quốc như thế này. Các bạn cũng có thể tham khảo nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nói nhiều hơn về cái trải nghiệm mà con Note 9 mang lại để xem thì nó còn có những cái gì. Thì cái thứ nhất đó là chúng ta vẫn có một sản phẩm với khả năng hoàn thiện và thiết kế của nó là cực kỳ tốt, với khung viền kim loại và mặt lưng kính. Dẫu sao trước đây nó cũng là một cái flagship rất cao cấp, nó cũng là một cái điện thoại với giá rất cao lên tới khoảng 20 mấy triệu tại Việt Nam, thì không có lý do gì cái khả năng hoàn thiện và cái trải nghiệm cầm nắm sử dụng cũng như cái thiết kế của nó lại tệ cả. Thực sự mà nói thì đến bây giờ nó vẫn rất là ngon. Thế nhưng nó không phải là cái trend của năm nay nữa. Ví dụ như là camera thì đặt nằm ngang, vân tay đặt mặt lưng, hay ví dụ như màn hình mặt trước thì đấy, vẫn dày viền bên trên bên dưới, nhưng bù lại nó đã không bị khuyết một chút xíu nào cả. Thì đấy, nói chung là khi mà chúng ta sử dụng những cái điện thoại cũ cũ như thế thì sẽ có một vài thứ các bạn sẽ phải chấp nhận ở cái vấn đề đấy là thiết kế hoặc là cái form mà có thể là nó sẽ không hợp ở cái thời điểm này nữa. Nhưng đấy là gu của từng người khác nhau, để các bạn tự cân đối nha. Rồi, quay vào đến cái phần màn hình này thì sao? Chúng ta có một cái màn hình với độ phân giải là 2K+, theo tỷ lệ màn hình là 18.599, hồi đó thì sẽ là 18.5 nha các bạn nhé. Rất nhiều sản phẩm thì dùng 18.9 nhưng Samsung thì lựa chọn 18.599, tức là nó sẽ dài hơn một chút xíu. Và độ phân giải của nó thì cực kỳ cao, thế nên cái độ nét và cái khả năng hiển thị của những thiết bị gọi là flagship của Samsung như thế này thì cho đến thời điểm này mình nói thật luôn là cũng không có điều gì để mà các bạn phải chê, phải suy nghĩ cả. Có chăng là bởi vì nó ra mắt một khoảng thời gian rồi nên nó sẽ không có cái màn hình với tần số quét là 90Hz hay 120Hz để chúng ta có những cái thao tác vuốt mượt hơn mà thôi. Nhưng cái màn hình này vẫn sẽ mang lại một trải nghiệm thực sự rất là tuyệt vời. Nó sẽ được cong hai bên, nhìn sexy, vẫn đẹp. Mà cái quan trọng là nó không hề bị khuyết một chút xíu nào. Thế nên nếu như bạn nào là fan của cái phim thì cái màn hình này sẽ mang lại cho các bạn một trải nghiệm thực sự là nó rất tuyệt vời luôn. Đi vào phía bên trong hiệu năng đi thì nó sẽ có cái gì? Các bạn phải lưu ý đây là phiên bản chạy chip Exynos thì nó sẽ là Exynos 9810. Và cái phiên bản ở đây sẽ có 6GB hoặc là 8GB, phụ thuộc vào đó là cái phiên bản mà các bạn mua là 128GB hay là 512GB. Nhưng mình đang có ở đây là cái phiên bản có thể nói là max option, tất cả mọi thứ có thể, với 512GB bộ trong, quá thoải mái đấy các bạn lưu trữ, và 8GB. Và cái phiên bản này chỉ đắt hơn cái phiên bản kia có 500.000, thì các bạn có thể cân đối và suy nghĩ nhé. Bộ nhớ trong lớn hơn rõ ràng là một cái giúp các bạn thoải mái để lưu trữ hơn rất là nhiều. Thì đấy, mình vẫn có một cái điểm số AnTuTu rất là tốt vào khoảng hơn 300.000. Và cái điểm Geekbench thì như bản thân mình đánh giá thì CPU như này vẫn đủ để mà phục vụ rất tốt những cái tác vụ và nhu cầu hàng ngày của các bạn, với khoảng gần 500 điểm đơn nhân và khoảng tầm gần 2.000 điểm đa nhân. Các bạn thấy sao? Thực sự thì với Exynos mình chưa bao giờ mình đánh giá quá cao về cái hiệu năng trong quá trình mà các bạn gaming, đặc biệt là mỗi một sản phẩm đã ra mắt một khoảng thời gian như thế này.
Mình vẫn phải nhắc lại, nếu như bạn muốn gaming, mua máy Mỹ, chúng ta sẽ có Snapdragon 845 ngon hơn. Nhưng máy này nó lại bù lại có những thứ khác. Ví dụ như mình vừa nói là có thể lên được 2 SIM, tức là nó giống như là máy chính hãng ở Việt Nam. Và máy Hàn Quốc thì nó cũng sẽ có mặc định luôn cái tính năng đấy là ghi âm cuộc gọi, để giúp các bạn nếu như chúng ta cần phải nghe gọi nhiều trên cái điện thoại thì nó cũng là một cái công cụ để giúp các bạn có thể quản lý một cách tốt hơn và xử lý công việc một cách tốt hơn. Hay nó cũng có cái bút S Pen ở đây này, thì nó cũng là một cái gì đó khác biệt so sánh với rất nhiều những sản phẩm đang có mặt trên thị trường ở cái tầm giá này, để các bạn suy nghĩ. Hay là nói đến cái camera này thì sao, nó vẫn sẽ chỉ có 2 ống kính thôi, và thực sự 2 ống kính này thì nó cũng không phải là một cái gì đấy nó quá ghê gớm ở thời điểm này. Camera góc thông thường và camera tele, không có camera ống kính góc siêu rộng, nhưng mà camera của sản phẩm này nó vẫn có những cái điểm có thể nói là ấn tượng thời điểm đó. Ví dụ như cái khả năng tùy chỉnh khẩu độ f1.5 hoặc f2.4 phụ thuộc vào cái môi trường các bạn chụp. Ví dụ như là khả năng quay video của nó vẫn rất là ngon, hay thậm chí chúng ta còn có cái tính năng đấy là chuyển động siêu chậm, quay super slow motion ngày xưa. Thực ra bây giờ thì mấy cái tính năng này gọi là vui vẻ là chính thôi, nhiều người thì cũng sẽ không thực sự quá quan tâm đến. Cái quan tâm đấy là cái camera chính của cái Note 9 này, nó vẫn phục vụ rất tốt cái nhu cầu hàng ngày của mọi người. Chụp đêm thì nó cũng đã có những cái thuật toán để mà cải thiện, giúp các bạn có những trải nghiệm tốt hơn. Thì các bạn đánh giá như thế nào? Jack cam tai nghe 3.5mm thì đương nhiên là vẫn có. Cổng USB Type-C chắc chắn là sẽ có. Sạc nhanh có, sạc không dây có, loa stereo có, thậm chí kháng nước IP68 cũng có. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Có chăng thứ mà khiến nhiều người mình nghĩ là sẽ suy nghĩ nhất, nói đến thử lượng pin mà thôi. Pin của con này chỉ có dung lượng là 4000mAh. Ở cái thời điểm mà nó ra mắt thì nó cũng thuộc dạng là ra gì và này nọ. Nhưng mà ở thời điểm mà 4000 được coi là dung lượng pin khá là thấp, 4500 còn chưa được coi là cao, thì pin của sản phẩm này chỉ ở mức gọi là tầm tầm mà thôi. Các bạn sẽ vẫn có đâu đó tầm khoảng 4 tiếng cho đến 5 tiếng on screen trong ngày với tác vụ hỗn hợp. Thực sự thì mình đánh giá pin của con này không cao, chỉ mức gọi là đủ dùng, không thực sự là trâu. Nếu như các bạn muốn chơi hát về game, nếu các bạn muốn giải trí nhiều hơn thì chắc chắn sẽ cần những cục sạc dự phòng kèm theo. Nhưng đó là cái giá đánh đổi cho một sản phẩm đã ra mắt một khoảng thời gian rồi. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Như góc nhìn của mình, với tầm khoảng 7 cho đến 8 triệu thì sản phẩm này vẫn có rất nhiều những cái ưu điểm. Ví dụ như thương hiệu tốt, ví dụ như màn hình rất là đẹp, ví dụ như bút S Pen nó tạo ra sự khác biệt trong cái tầm giá, hay ví dụ như cái trải nghiệm tổng thể xử lý công việc với On UI, với rất nhiều tính năng phụ trợ, thì Note 9 vẫn là một trong những sự lựa chọn thực sự là rất ok để các bạn suy nghĩ đến. Nhưng mà cũng sẽ cần phải lưu ý đến cái vụ gaming nhá. Mình tin là rất nhiều bạn sẽ quan tâm đến khả năng gaming, thì đây không phải là sự lựa chọn tốt nhất các bạn có thể tìm thấy được tại Việt Nam, đặc biệt trong cái tầm giá này. Nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định mua hay là không. Và các bạn nghĩ sao về Samsung Galaxy Note 9? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn Cường Mobile đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện cái video này. Nếu như các bạn quan tâm thì tham khảo thông qua link phía bên dưới. Còn video của mình xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!